Kim Ngọc và Mimi xin chào đón quý vị đến với chương trình Khéo Tay Hay Làm. Và kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì chị Kim Ngọc sẽ hướng dẫn cho chúng ta một cách khác để mình cắm hoa. Và hôm nay thì mình sẽ cắm hoa chữ L phải không chị? Dạ vâng. Dạ. Tại vì lần trước mình Kim Ngọc đã hướng dẫn cho quý vị hình chữ T và chữ T ngược. Ngày hôm nay thì Kim Ngọc chỉ cho quý vị là cái hình chữ L. Dạ. Và chữ L thì trước tiên thì giống như mọi lần Kim Ngọc nói là quý vị phải nghĩ form có cái mặt chữ như vậy, quý vị phải để lên trên ha. Ừ. Nhưng mà trước khi thì mình phải đo. Mình đo coi cái mặt của cái chậu hoa mình muốn cắm là bao nhiêu ha. Ok. Thưa chị Kim Ngọc, khi mà mình đi vô chợ thì mình thấy những có nhiều cái loại form thì mình phải nên biết cái loại nào cho cái loại hoa nào chị? Bởi vì Mimi thấy thì có lúc thì cái form này, có lúc cái form này nó cứng hơn phải không chị? Cái form mà của cái hoa mà real á thì nó hầu như chỉ có một loại thôi. Dạ. Quý vị khi quý vị cắt cạnh xong rồi mình nhắm rồi á thì quý vị phải để cái thuốc ở trong nước nha, như Kim Ngọc có nói. Mình để là mình làm nhẹ thì mình làm bao nhiêu gói chị? Chỉ cần một chị gói thôi. Một gói thôi. Dạ. Và nếu như mà khi mà cái nước nó đã thấm vô rồi, nó khô mà mình cần thêm nước thì cái nước mới mình có thể thêm, cần thêm cái thuốc đúng này rồi. Không chị? Dạ. Giống như Kim Ngọc đã chỉ của mấy lần trước là quý vị chỉ cần lấy cái form để nhẹ nhàng giống như là một con thuyền trôi theo dòng sông, dòng suối gì đó thì mình cứ để như vậy. Và quý vị cứ việc sắp xếp ra những cái hoa và những cái vật liệu mà quý vị có thể sắp sửa chuẩn bị cắm và cứ để tự nhiên cho nó khi mà nó Mimi thấy không? Nó hút nước từ rất là mau. Dạ, nó tự động nó sẽ rút nước lên. Yeah. Giống như là mình làm hoa thì khi mà quý vị tưới nước thì cũng vậy, nó sẽ tự động nó rút lên mà không cần phải đổ đầy. Dạ, nó chỉ cần cái phân nửa thôi là nó cũng đã đủ hút lên ở phía trên. Tại vì chị cũng có chia sẻ là khi mà mình, nếu mà mình ngắm mau quá thì nước nó sẽ không có hút đầy, đúng không? Dạ. Yeah. Khi chị nhìn vào cái form như vậy chị sẽ biết rằng nó hút ở mức độ nào rồi. Yeah. Nếu mà quý vị cảm thấy mà khoảng thời gian lâu mà nó phải có đốm trắng, nghĩa là nước không đủ thì mình phải đổ thêm phía ngoài và đổ thật nhẹ và đừng để cho nó dăng vô trong cái form này. Mình có thể lật lại được không hả chị? Mình thôi phải chờ nó thấm hết. Dạ, xong thăm mình cũng có thể là lật lại, nhưng mà đối với Kim Ngọc thì nếu mà lật lại thì cái thời gian mình đợi nó dài hơn nữa. Nó đang tiến trình mà nó hút nước rồi thì cứ để tự nhiên cho nó hút, ngoại trừ là quý vị thấy mà nó ngưng á thì phải đổ thêm phía ngoài để cho nó hút thêm. Yeah. Chứ đừng có lật nó và đừng động tới nó. Yeah. Kính thưa quý vị, và Mimi tưởng là khi mà chị Kim Ngọc để cái cục này xuống á thì nó sẽ lâu, nhưng mà thật ra nó rất là mau chị ha. Khi mà nó tới lên thì nước nó lên rất là mau. Và quý vị phải cắt trước khi mà hình thành cái form rồi quý vị mới để vô trong nước nha. Có khi nào mình cắt rồi mình cắt nó hơi dư để khi mà nó nước nó thấm vào thì nó hơi teo lại không chị? Dư ý chị nói sao? Là giống như mình cắt vừa cái chậu hay là mình phải thường á khi mà chị cắt cái kiểu này thì chị để dư cho Kim Ngọc khoảng trừ 1 inch, còn nếu mà cảm thấy cao quá thì cái lá của mình và tất cả mọi thứ mình phải cover nó nhiều hơn, mình che nó nhiều hơn. Thì nếu mà quý vị cảm thấy mà mình không có nhiều lá thì quý vị chỉ cần cắt bớt nó đi. Chỉ cần cắt bớt thôi là được rồi. Dạ, rất là dễ. Dạ, đó. Thì nó sẽ vừa đúng 1 inch cho mình. Okay. Dạ. Và bây giờ chữ L, thì với chữ L á thì mình phải có cái chiều cao. Mình có cái chiều cao thẳng đứng của chữ L, chữ L phải không? Chữ L. Dạ vâng. Dạ chữ L. Dạ vâng. Đó. Thì khi mình cắm như vậy. Tại vì Kim Ngọc muốn make sure là khi quý vị nhìn thấy chữ L nó bên trái hay bên phải thì đối với Kim Ngọc thì với cái hình dáng của cái chữ L nó là quan trọng. Còn bên trái hay bên phải thì nếu mà ngược quý vị thì gọi là chữ L ngược. Giống như chữ T vậy, quý vị lật ngược nó xuống thì gọi là chữ T ngược, và chữ L cũng là như vậy thôi. Cho nên cũng không quan trọng là bên phải hay bên trái. Nếu quý vị bên trái mà quý vị nhìn vô thì gọi là chữ L ngược, còn nếu không thì là một chữ L. Yeah. Dạ vâng. Và cái chữ L đầu tiên á thì là cái thân chính của nó là cành laser này. Một cái thân chính, cái thân chính, cái thân thứ hai quý vị làm thấp hơn chút xíu cho Kim Ngọc. Và như vậy á là cái cành chính này á nó chỉ ở một phía thôi, nó không có thể là có một bên đây được. Bên đây chỉ là tí nữa thì quý vị chỉ cần cho lá thôi. Và cái điều thứ hai là mình phải có một cái cành chữ L nó đi ra. Đúng không? Thì đi ra với chữ L này á, nếu mà quý vị cảm thấy nó dài quá, nó không cân xứng với cái này thì không thành chữ L. Thường chữ L là cái phần đuôi nó ngắn hơn. Ngắn hơn. Dạ. Dạ. Cho nên là quý vị phải làm chọn cái cành nó ngắn hơn. Và quý vị có thể cắt nó ha, cho nó ngắn. Quý vị quay cái hoa đoàn chút cho nó đẹp ha. Và khi mà nói đến hoa laser thì chị Kim Ngọc cũng có chia sẻ một cái bí quyết mà mình để cho hoa nở là mình ngắt cái ấy ra. Giống như cái hoa này ha, quý vị mà muốn cho nó nở giống như là mình trưng cho nó được tốt á thì quý vị chỉ cần bẻ cái đài của phía đằng sau cánh hoa thì ngày mai nó sẽ nở bùm. Dạ. Yeah. Thường là nếu quý vị không muốn cho nở thì quý vị phải vuốt nó, hoặc là người ta dùng những loại keo để mà người ta dán xung quanh nó để đừng cho nó nở. Oh. Dạ.
Nhưng mà hoa nó sẽ không có chết nếu mà mình dán cái keo đó vô hả Dạ chị? không, cái loại keo đó là dành cho giống như là những cái loại hoa cài áo mà quý vị xoắn nó lại để tạo ra một màu xanh và màu trắng, nó có hai màu. Dạ. Thì lần sau Kim Ngọc sẽ hướng dẫn cho quý vị cách cắm hoa cài áo và chiếc eo như vậy ha. Bắt đầu mình sẽ tiến hành. Chữ eo thì cái đường thẳng như vậy mình có nhất thiết là phải là bao nhiêu cành để cho nó đứng vững không chị? À, thường cái chữ eo mình không có tập trung vào cái độ cao của nó. Ừ. À, ví dụ như cái này quý vị cảm thấy nó méo, quý vị có thể rút ra Dạ. ha và dựng thẳng nó lên, nhưng mà dựng thẳng quý vị đừng có cho cái lỗ cũ của nó nữa, và quý vị phải để bên hông. Ừ. Và rồi bây giờ ha, Kim Ngọc cần chị Mimi giúp cho Kim Ngọc đệm lá Dạ. nha. Dạ. Đó. Mình vô lá này hả chị? Đúng rồi, mình Dạ. cầm cái loại lá vô để mình che cái form nó đi. Và kính thưa quý vị, thì cũng trong chương trình Khéo tay hay làm thì cũng có rất là nhiều khán giả cũng đã gửi email về cho chị Kim Ngọc cũng như cho đài là gửi những cái ý kiến đóng góp cũng như cái lời khen cho cái chương trình của chị Kim Ngọc. Thì nếu mà quý vị có những cái ý kiến nào, quý vị có thể gửi về cho chị Kim Ngọc qua địa chỉ email là info@vietnewstv.com. Kính thưa quý vị. Với cái chị eo này thì Kim Ngọc chị làm tạm thêm cho cái điểm của nó. À, nhưng mà quý vị đừng 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 có đi ra rộng ra phía ngoài quá thì nó mất đi cái chữ eo thực sự của nó ha. Dạ. À, và ở giữa của nó thì mình á phải cắm một cái loại hoa. À, ví dụ có thể quý vị cắm hoa hồng hay loại hoa khác thì mình cũng có thể dùng cái hoa cẩm tú cầu này để mà mình cắm ở giữa của nó ha. Nhưng mà rất là sát ở phía dưới. Kim Ngọc không muốn cho nhiều lá quá đó, nó che bớt đi, nó che cái chữ đi, thành ra Kim Ngọc để một màu, thừa cái Dạ. chữ Kim Ngọc làm cho nó một màu. Và bây giờ nó hình thành ra chữ eo ha, chữ eo thì nó có khoảng trống ở đây, nó mới tạo được cái chữ eo, và bây Dạ. giờ mình chỉ còn có đệm lá mà thôi. Ừ. Cái này. Dạ, sao chị? Và bây giờ mình sẽ đệm vào cái hoa Liberu ha, hay còn gọi là cái hoa lục xuất. Với cái hoa laser này á, quý vị mà tặng cho những người nào mà quý vị cảm thấy là khâm phục và kính trọng, cái hoa laser này nó hay như vậy đó chị Dạ. Mimi. Wow, rất là một cái bình hoa rất là đẹp. Và bây giờ cái giống như là cái dương sĩ, Kim Ngọc cũng nói quý vị là phải vuốt nhẹ, tại vì cái này mình chỉ tạo ra cái đường nét nhẹ nhàng thôi để cho nó khỏi mất đi cái chữ chữ eo, nhưng mà nó không thể nào nó trống được, cho nên mình cắm vô thật là nhẹ nhàng nha quý vị, cho nó ngã vào cái chiều ngang của cái chữ eo. Mình sẽ vuốt lên những cái lá ha. Còn mấy cái lá như vậy thế nhưng mà mình để y nguyên có được không hả chị? Hay mình phải vuốt cho nó nhìn ra cái dạng của cái chậu hoa? Dạ vâng, nếu mà chị muốn để nguyên cái đó thì cũng được, tại vì nó sẽ tạo thêm một cái giống như là một cái đường nét chính, giống như cái này chị muốn để nguyên ha, tại vì chị không muốn ấy, thì chị Dạ. nhắm như vậy để nó tạo thêm cái chữ eo cho chị nó rõ hơn, nét hơn Dạ. ha. Đó, nếu mà chị không muốn thì Kim Ngọc vẫn có thể cắm vô cho chị giống kiểu dạng như vậy ha, nhưng mà thường đó. Và kính thưa quý vị, một cái điều mà chị Kim Ngọc cũng có chia sẻ với Mimi là khi mà quý vị đi ra mua hoa thì lúc nào các bó hoa họ cũng luôn cho mình cái gói thuốc này, nhưng mà nếu mà quý vị không có thấy cái gói thuốc mà hoa thì mình phải hỏi Đúng người rồi, ta mình mới phải đưa phải hỏi. không chị? Mình phải Dạ. hỏi đó nha. Tại vì có lần Mimi cũng có đi mua hoa lại lại mình quên hỏi mà lại về lại không có thì hoa nó lại nó uổng cái công mà đi mua rồi, hoa nó chỉ là nó tàn rất là mau. Cái chính á, tạo thành cái chữ eo là cái hoa, còn cái lá mình chỉ để làm thêm cái phần phụ của nó mà thôi. Dạ. Đó. Còn phía đằng sau mình cũng phải cho chút xíu để Wow. cho. Và quý vị thấy trước mặt đây quý vị là một cái chậu hoa rất là đẹp, và những cái chương trình nếu mà quý vị muốn tiếp theo dõi những cái chương trình mà chị Kim Ngọc đã thực hiện vừa qua thì quý vị có thể vào trang nhà của VNTV vietnewstv.com để xem lại những cái chương trình mà chị Kim Ngọc đã hướng dẫn về cắm hoa rồi về nấu ăn nữa, thì quý vị cũng có thấy chương trình trên cái trang trang nhà của chúng tôi thưa quý vị. Và mình cũng gần xong chị ha. Đó. Đó. Coi như là về lá thì quý vị chỉ cần đệm lại mà thôi theo đúng với cái dạng chữ eo. Dạ, đây là tác phẩm của Kim Ngọc đã xong. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Khéo tay hay làm kỳ sau. Mimi ha. Dạ, xin kính chào quý vị.